Theo trang Sina đưa tin, cách đây vài ngày, người phụ nữ ở Kim Hoa, Chiết Giang, Trung Quốc đang ngủ chập chờn thì cảm thấy toàn bộ vùng đầu và mặt từ thái dương đến nướu đau bút. Cơn đau tột độ khiến cô bật dậy la hét. Ngay sau đó, cô phát hiện một con rết dài khoảng 10cm bên cạnh chiếc điện thoại di động đang sạc của mình. Vừa đau đớn vừa sợ hãi, người phụ nữ gục xuống khóc nức nở. Đến khi lấy lại được bình tĩnh, cô chụp lại vài bức ảnh để trình bày với bác sĩ lúc đi khám. Theo lời kể của người phụ nữ, cô từng gặp rết cách đây không lâu. Lần đó, cô cảm thấy có thứ gì đó đang bò trong tay, tưởng là muỗi nên vô thức cho tay và lấy ra. Rất may, con rết chưa kịp tấn công cô. Lần này, người phụ nữ bị rết cắn khiến nửa mặt bên phải sưng tấy, không mở nổi mắt. Sau khi trùm đá để giảm sưng, cô nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, cô được khử trùng, tiêu sưng, bôi thuốc chữa trị nọc rết, hiện đã phục hồi, không để lại di chứng. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, người phụ nữ cũng dọn dẹp nơi ở, mua thuốc đuổi con trùng, đồng thời sử dụng màn khi ngủ, hy vọng sẽ không bị giết cắn thêm lần nào nữa. Trước đó, một cậu bé 8 tuổi ở Australia cũng đã trải qua chuyện kinh hãi khi đang ngủ. Cụ thể, bé trai cảm thấy đau nhức người dữ dội nên mở mắt ra xem thử, phát hiện con chăn dài khoảng 91,4cm đang quấn chặt lấy thân mình. Ngay lập tức, cậu bé la hét gọi bố mẹ đến giúp. Người bố nhanh chóng chạy tới và gọi điện cầu cứu đội cứu hộ cùng với chuyên gia bắt rắn. May mắn, bé trai đã kịp thời được giải cứu khỏi vòng xiết của con chăn một cách an toàn. Ngoài nỗi sợ hãi tột độ, bé trai 8 tuổi không gặp vấn đề nghiêm trọng khác. Chuyên gia bắt rắn Steve Brown chia sẻ, con chăn này thuộc loài chăn thảm, đột nhập vào nhà thông qua lối đi nối trần nhà với cửa gió điều hòa của căn phòng. Việc con chăn bất ngờ tấn công bé trai mà không có lý do thực sự đáng lo ngại, vì chúng thường chỉ tấn công con người khi bị đe dọa. Steve Brown cũng nhấn mạnh, nếu gặp rắn, chăn hoang dã ở nhà thì cần nhờ người có chuyên môn để xử lý, nếu không có thể tử vong vì vết thương.